các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối nay, thứ hai ngày 26 tháng 8 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Quốc hội họp bất thường, kiện toàn công tác nhân sự. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên tập huấn bồi dưỡng lý luận diễn tập chỉ huy cơ quan một bên hai cấp gắn với động viên quân nhân dự bị. Gặp mặt kỷ niệm 25 năm tái lập huyện Yên Mỹ. Khởi sắc văn hóa Hưng Yên từ khi tái lập tỉnh. Xã Hạ Lễ, huyện Ân Thi nâng cao giá trị các giống nhãn đặc sản. Và các bạn, sáng nay ngày 26 tháng 8, tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội khóa 15 tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 8 để xem xét quyết định về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Dự kỳ họp về phía đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên có Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, ông Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, ông Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các ông bà trong đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Trước khi khai mạc kỳ họp, các vị đại biểu Quốc hội đã làm lễ tưởng niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tại kỳ họp, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã dành thời gian họp đoàn để thảo luận về công tác nhân sự trình tại kỳ họp. Tại cuộc họp đoàn, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã phát biểu ý kiến về chủ trương của Trung ương Đảng định hướng kiện toàn nhân sự cấp cao, chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các vị đại biểu Quốc hội phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thảo luận kỹ lưỡng để việc quyết định công tác nhân sự đảm bảo đúng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, đạt được sự đồng thuận, thống nhất cao. Buổi chiều, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm bà Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Hồ Đức Phước, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Tại kỳ họp, ông Lê Minh Chí, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, đã được bầu giữ cương vị Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Ông Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, được bầu làm Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Cũng tại kỳ họp, Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; ông Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2021-2026. Được biết, ông Nguyễn Hải Ninh sinh năm 1976, là người con của quê hương Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên tổ chức tập huấn bồi dưỡng lý luận diễn tập chỉ huy cơ quan một bên hai cấp gắn với động viên quân nhân dự bị, tiểu đoàn 3 trung đoàn 126 bắn đạn thật. Tới dự có Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 3, đồng chí Đại tá Tô Thành Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Trong thời gian 2 ngày, các đại biểu được cán bộ quân khu giới thiệu và thống nhất một số nội dung phương pháp tiến hành của người chỉ huy, cơ quan các cấp trong chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ, làm cơ sở để tổ chức diễn tập chỉ huy cơ quan một bên hai cấp gắn với động viên quân nhân dự bị, tiểu đoàn 3, trung đoàn 126 bắn đạn thật đạt kết quả cao. Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Đại tá Tô Thành Quyết, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu các đồng chí tham gia tập huấn tập trung học tập, ghi chép đầy đủ từ những kiến thức được giới thiệu cụ thể hóa và nhiệm vụ cụ thể của đơn vị và từng cá nhân khung tập, từ đó làm tốt mọi công tác chuẩn bị, đảm bảo cho cuộc diễn tập đúng quy định, đạt mục đích yêu cầu đề ra, tuyệt đối an toàn về mọi mặt. Sáng nay, huyện Yên Mỹ tổ chức gặp mặt kỷ niệm 25 năm tái lập huyện Yên Mỹ, mùng 1 tháng 9 năm 1999, mùng 1 tháng 9 năm 2024. Tới dự có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy qua các thời kỳ Đặng Văn Cảo, Nguyễn Đình Phách. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Sau 25 năm tái lập, huyện Yên Mỹ đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Kinh tế tăng trưởng nhanh là điểm sáng về phát triển công nghiệp của tỉnh, được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận quy hoạch 9 khu công nghiệp, trong đó 5 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động, giải quyết việc làm và thu nhập ổn định cho trên 74.000 lao động.
được quy hoạch 11 cụm công nghiệp với tổng diện tích đến năm 2030 khoảng 580 ha. Có 1.500 cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, tạo ra giá trị hàng hóa 1.000 tỷ đồng trên năm. So với năm đầu tái lập, tổng thu ngân sách năm 2023 đạt trên 4.100 tỷ đồng, tăng gấp trên 600 lần, giá trị sản xuất công nghiệp xây dựng gấp trên 520 lần. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt gần 113 triệu đồng, tăng trên 35 lần. Sau 25 năm đã có trên 640 km đường và cầu được nâng cấp, xây mới. Huyện có 8 trên 16 xã nông thôn mới nâng cao, 5 trên 16 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Công tác bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống văn hóa của địa phương được chú trọng. Phát biểu tại buổi gặp mặt kỷ niệm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên Mỹ đạt được trong những năm qua. Đồng chí đánh giá, sau 25 năm tái lập, kinh tế của huyện Yên Mỹ tăng trưởng nhanh và chuyển dịch đúng hướng, là một trong những huyện đầu tàu về phát triển kinh tế, là điểm sáng về phát triển công nghiệp. Tỉnh thì riêng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ thì Yên Mỹ là đứng top đầu cả tỉnh, tăng trưởng là 98,4%, còn nông nghiệp là còn có 1,6%. Trong những năm vừa qua thì Yên Mỹ nếu nói về giải phóng các khu công nghiệp, các đồng chí làm rất tốt, rất xuất sắc, đứng hàng đầu của tỉnh. Đi đối với việc phát triển kinh tế xã hội đó thì công tác an sinh xã hội của huyện chúng ta cũng rất là tốt, đặc biệt là xây dựng nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Đảng bộ, chính quyền huyện Yên Mỹ khai thác hiệu quả hơn tiềm năng, thế mạnh, nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh. Sẵn sàng đón nhận cơ hội, thách thức mới để xây dựng huyện Yên Mỹ trở thành huyện vững mạnh về chính trị, ổn định về quốc phòng và an ninh, kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, văn minh. Các đồng chí đẩy nhanh quá trình thực hiện đô thị hóa thì Yên Mỹ sẽ có cả một hệ thống giao thông đồng bộ, có một hệ thống đô thị hiện đại. Rất mong Đảng bộ và chính quyền nhân dân huyện Yên Mỹ đoàn kết thống nhất để xây dựng huyện Yên Mỹ đến năm 2037 là thành phố trực thuộc tỉnh. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 2 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong một số lĩnh vực. Và các bạn, ngay khi tái lập tỉnh, tỉnh Hưng Yên luôn quan tâm chú trọng đến văn hóa bằng việc ban hành nhiều nghị quyết, đề án, kế hoạch trên các lĩnh vực văn hóa. Đây là cơ sở và là động lực để văn hóa Hưng Yên phát triển về mọi mặt, đạt được những thành tựu khởi sắc sau 27 năm tái lập tỉnh. Tỉnh Hưng Yên tự hào là địa phương có phong trào xây dựng gia đình văn hóa sớm nhất cả nước vào đầu những năm 60 của thế kỷ 20. 6 gia đình ở thôn Ngọc Tỉnh, xã Ngọc Long, huyện Yên Mỹ đã cùng tự nguyện giao ước thi đua xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc, thực hiện nếp sống văn hóa mới. Từ 6 gia đình văn hóa đầu tiên ở thôn Ngọc Tỉnh đến nay, toàn tỉnh có 92% số gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, có 747 trên 832 thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa tỷ lệ gần 90%. Từ những năm 2000 thì đào xá đã được công nhận là làng văn hóa. Thế thì từ đó đến nay, nhân dân chung tay đoàn kết cùng giữ vững cái danh hiệu làng văn hóa, tổ chức văn hóa lành mạnh, các nội dung thì phong phú. Trong 3 năm, từ năm 2017 đến năm 2019, ngân sách tỉnh Hưng Yên đã đầu tư hơn 120 tỷ đồng, hỗ trợ 123 thôn, tổ dân phố, xây dựng mới nhà văn hóa, tiếp tục thực hiện nghị quyết số 18 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đề án phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao giai đoạn 2021-2025. Các cấp các ngành và nhiều địa phương đã bố trí nguồn lực để xây dựng nhà văn hóa, sân chơi thể thao từ cấp thôn đến cấp xã. Đến nay, 130 trên 161 xã phường, thị trấn có nhà văn hóa độc lập, 760 trên 832 thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa đạt chuẩn. Trong những năm qua thì thị trấn Văn Giang đã dồn tất cả các nguồn lực để đầu tư cho thiết chế văn hóa. Đến giờ phút này thì cơ sở thiết chế văn hóa của các thôn, phố cũng như của thị trấn Văn Giang cơ bản đã được hoàn thành.
Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên đã ban hành nghị quyết số 13 về chương trình bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, di tích lịch sử gắn với phát triển du lịch tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030, nhằm xây dựng Hưng Yên trở thành một trung tâm di sản văn hóa đặc sắc tại khu vực đồng bằng sông Hồng và cả nước giai đoạn 2016-2020. Tỉnh Hưng Yên đã thực hiện tu bổ chống xuống cấp cho 105 di tích với tổng số vốn đầu tư trên 75 tỷ đồng giai đoạn 2021-2025. Kế hoạch có 38 di tích quốc gia, 69 di tích cấp tỉnh được trùng tu với tổng kinh phí 73 tỷ đồng. Năm 2023, tỉnh đã bổ sung nguồn vốn đầu tư công trung hạn cho 13 dự án tu bổ tôn tạo di tích với kinh phí gần 85 tỷ đồng. Xây dựng và phát triển văn hóa và con người tỉnh Hưng Yên trong giai đoạn hiện nay phải gắn với thực hiện mục tiêu xây dựng phát triển tỉnh Hưng Yên trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại thuộc nhóm phát triển mạnh của cả nước, đẩy mạnh công tác phục dựng, bảo tồn, bảo vệ, phát triển và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, các giá trị di sản văn hóa, phấn đấu xây dựng Hưng Yên trở thành một trung tâm di sản văn hóa đặc sắc của vùng đồng bằng sông Hồng và của cả nước, một điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn, đồng thời tăng cường đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa từ tỉnh đến cơ sở, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cùng mọi tầng lớp nhân dân, quyết tâm khơi dậy niềm tự hào quê hương, con người Hưng Yên, khát vọng phát triển phồn vinh, hạnh phúc, trở thành động lực, nguồn lực để xây dựng tỉnh Hưng Yên ngày càng hưng thịnh, yên bình. Tỉnh Hưng Yên tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết, chủ trương, quan điểm của Trung ương về công tác văn hóa tại Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Phát biểu chỉ đạo của đồng chí Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc, văn hóa còn thì dân tộc còn. Qua đó, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu quê hương đất nước, ý chí tự lực tự cường, tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển. Vào 8 giờ sáng mai tại Trung tâm Thông tin Hội nghị tỉnh, tỉnh ủy Hưng Yên sẽ tổ chức Hội nghị Văn hóa năm 2024 nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được trên các lĩnh vực văn hóa từ khi tái lập tỉnh đến nay, đồng thời đề ra phương hướng trong thời gian tới. Hội nghị sẽ được kết nối với 10 điểm cầu huyện, thị xã, thành phố. Sáng nay, Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ mặt trận cơ sở tỉnh Hưng Yên năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Bật Khánh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tham gia lớp bồi dưỡng có hơn 180 học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các huyện, thành phố, thị xã, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Trong thời gian từ ngày 26 tháng 8 đến ngày 29 tháng 8 năm 2024, các học viên sẽ được học tập nghiên cứu 7 chuyên đề như đẩy mạnh công tác nâng cao giá trị và hành chính công PAPI trên địa bàn tỉnh, công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên khóa 16, đề án nâng cao chất lượng hoạt động của Ban công tác mặt trận khu dân cư. Thông qua lớp bồi dưỡng, giúp đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận ở cơ sở trang bị những kiến thức mới về công tác mặt trận, nắm vững vai trò nhiệm vụ, đổi mới phương thức hoạt động để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Từ ngày 24 đến ngày 29 tháng 8 năm 2024, trường Đại học Vendica có địa chỉ tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, dự kiến đón hàng nghìn tân sinh viên khóa 18 đến làm thủ tục nhập học. Nhiều bậc phụ huynh cũng đã đồng hành với con em mình trong ngày nhập trường đầy ý nghĩa này. Ban lãnh đạo trường đại học chuẩn bị đầy đủ các khâu đón tiếp, hướng dẫn tân sinh viên và phụ huynh quy trình thủ tục nhanh gọn, đặc biệt là các hoạt động như sắp xếp chỗ ở ký túc xá, tư vấn hỗ trợ tìm kiếm nhà trọ, mở tài khoản ngân hàng. Trường còn ứng dụng công nghệ mới trong quy trình nhập học với hệ thống đăng ký trực tuyến và quét mã QR. Trường đã phân bổ thời gian nhập học theo khối ngành, theo khoa nhằm giảm tải áp lực cho tân sinh viên khi đến nhập học. Bên cạnh các thủ tục nhập học, trường còn tổ chức nhiều hoạt động như chương trình ca nhạc, tham quan khuôn viên, tìm hiểu các câu lạc bộ và trò chuyện với các anh chị sinh viên khóa trên, giúp tân sinh viên nhanh chóng hòa nhập và cảm nhận được tinh thần Vendica. Rất là háo hức và vui khi được đặt chân đến ngôi trường của mình. Một phần cũng rất là hồi hộp và lo lắng về nhìn thấy cơ
sở vật chất cũng như môi trường rộng rãi, thoáng mát, sạch sẽ. Em cảm thấy rất là yên tâm. Song song với tuần lễ nhập học, từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 29 tháng 8 năm 2024, trường Đại học Fenica tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đại học chính quy năm 2024 bằng tất cả phương thức xét tuyển. Người trồng nhãn tại huyện Ân Thi đang áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao giá trị quả nhãn, đảm bảo thị trường tiêu thụ. Anh Triều trồng nhãn với quy mô lớn từ năm 1998. Mỗi giống trồng một ít sau nhiều năm canh tác, nhận thấy muốn có thị trường tiêu thụ bền vững thì phải có sản phẩm chất lượng. Anh Triều dần chuyển sang trồng các giống nhãn đặc sản. Đến nay, hơn 200 gốc nhãn của gia đình gồm các giống Cùi Vân và Đường Phèn được canh tác theo hướng hữu cơ. Không chỉ vậy, anh Triều còn chú trọng ứng dụng các biện pháp kỹ thuật đảm bảo có nhãn thu hoạch từ trà sớm, chính vụ và trà muộn. Trước khi bắt đầu vụ thu hoạch, một tấn nhãn của gia đình đã được thương lái đặt mua với giá từ 90 đến 120 nghìn đồng một kg. Cây này là mình canh tác đây là thứ nhất là mình đi sâu vào cái nhãn hữu cơ, lá nẻo để cho nó phai mục mới lại phân chuồng mình bón thôi chứ không phải là mình khoa học phân hóa học một tí nào hết. Học hỏi theo trên đài mỹ sách báo đúng khoa học mà đúng kỹ thuật. Bên cạnh đầu tư vào kỹ thuật canh tác, người trồng nhãn tại huyện Ân Thi cũng chú trọng các hoạt động gia tăng độ nhận diện thương hiệu. Ngoài việc tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh, hoàn thiện thủ tục đăng ký quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý nhãn Hưng Yên, tăng cường công tác tuyên truyền tại huyện Ân Thi đã thành lập một số hợp tác xã trồng và chế biến nhãn, xây dựng các sản phẩm OCOP chất lượng. Năm 2020, hợp tác xã nhãn đã mang nhãn đi thi và được giải nhì nhãn ngon của tỉnh Hưng Yên là nhãn Cùi Vân Hà Lễ. Việc chăm sóc và phát triển cái giống nhãn này đã được chúng tôi định hướng và chú trọng chọn một số hộ có khả năng phát triển tập trung về sản lượng và canh tác tốt, cải thiện tiến mẫu mã và sản phẩm và nâng cao chất lượng sản phẩm lên để làm sao phù hợp với nhu cầu và điều kiện của khách hàng. Huyện Ân Thi hiện có hơn 450 ha trồng nhãn. Năm 2022, huyện Ân Thi đã ban hành đề án phát triển các vùng trồng cây ăn quả tập trung, áp dụng quy trình Việt Gáp giai đoạn 2021-2025. Theo đó, vùng trồng nhãn được quy hoạch tập trung tại các xã như Hạ Lễ, Tiền Phong, Đa Lộc, Hồng Vân. Huyện Ân Thi cũng chủ trương không mở rộng diện tích mà ghép cải tạo giống, ứng dụng kỹ thuật canh tác để nâng cao năng suất và chất lượng. Tận dụng lợi thế về vị trí địa lý, đất đai màu mỡ phì nhiêu với những sản vật đặc trưng của vùng miền như gà Đông Tảo, nhãn Khoái Châu, xã Đông Tảo đang không ngừng nỗ lực hoàn thiện các hạng mục tiêu chí phấn đấu về đích xã nông thôn mới kiểu mẫu về tổ chức sản xuất vào cuối năm nay. Anh Lê Quang Thắng ở thôn Đông Tảo Nam với 20 năm kinh nghiệm và là một trong những thành viên tiên phong trong phát triển mô hình nuôi gà Đông Tảo thương phẩm. Ban đầu chỉ là hộ kinh doanh nhỏ lẻ, sưu tầm lại nguồn gen quý tại địa phương và sàng lọc tỉ mỉ cho ra giống gà thuần chủng. Đến năm 2016, nhận thấy tiềm năng phát triển của giống gà quý, anh tập hợp gắn kết các hộ chăn nuôi, thành lập hợp tác xã chăn nuôi kinh doanh gà Đông Tảo. Hiện hợp tác xã có 16 thành viên với khoảng 10.000 con gà. Từ đó, kinh nghiệm chăn nuôi được trao đổi thường xuyên giữa các thành viên cũng như thị trường tiêu thụ được mở rộng khắp các tỉnh trong cả nước với khoảng 40 tấn gà thịt tươi mỗi năm và 15 tấn gà Đông Tảo ủ muối thành phẩm. Từ khi vào hợp tác xã là tôi được sự chia sẻ và giúp đỡ của các hội viên, công thức chăn nuôi nó thuận lợi và khi tiêu thụ sản phẩm thì nó tốt hơn. Chúng tôi có những cái sự liên kết rất là tốt về cái chất lượng con giống này, về chất lượng thịt gà này thì nó đã được nâng lên rõ rệt. Thị phần khách hàng của chúng tôi cũng đã được mở rộng hơn. Thủ đô Hà Nội và Quảng Ninh, Hải Phòng, các tỉnh phía Nam thì mạnh nhất sẽ là Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Cái doanh thu là tương đối ổn định, là đạt khoảng 6 đến 7 tỷ đồng. Đó là một trong ba hợp tác xã hoạt động về lĩnh vực nông nghiệp của xã Đông Tảo.
Từ việc sản xuất nhỏ lẻ đến hình thành các hợp tác xã, phát triển kinh tế tập thể đã giúp cho xã Đông Tảo phát huy được tiềm năng thế mạnh của địa phương, xây dựng các mô hình sản xuất hàng hóa nông nghiệp công nghệ cao quy mô lớn. Bên cạnh một làng nghề đã được công nhận, hiện xã đang hoàn thiện hồ sơ thẩm định công nhận hai làng nghề mới, gồm làng nghề quất cảnh Đông Tảo Đông và làng nghề đậu nghệ Đông Kim. Cùng với phát triển sản xuất, xã cũng đầu tư hàng chục tỷ mỗi năm để hoàn thiện cơ sở hạ tầng, giao thông nông thôn và phát triển thương mại du lịch. Diện mạo cũng như đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Giá trị canh tác trên 1 hecta của xã đạt 290 triệu đồng mỗi năm. Thu nhập bình quân đầu người đạt 82 triệu đồng một người trên năm. Rất phấn khởi khi thấy được cái sự thay da đổi thịt trong xóm, trong làng, các đường làng ngõ xóm đã xây dựng và tiếp tục nâng cấp chuyển đổi khu vực chợ sang một nơi khác, đảm bảo rộng rãi và khang trang hơn, tạo điều kiện cho nhân dân buôn bán. Đông Tảo là một trong những xã mà có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, trong đó xã có một số sản phẩm nông nghiệp đặc trưng đặc sản, thì chúng tôi cũng xây dựng tại khu vực hai làng nghề Dũng Tiến và Đông Tảo Đông sẽ là một cái làng nghề gắn với việc phát triển du lịch, nông nghiệp, xây dựng toàn bộ hệ thống mạng lưới giao thông, quy hoạch một điểm để chăn nuôi gà Đông Tảo trong khu vực này để gắn với cả phát triển du lịch và làng nghề. Với những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Đông Tảo, tin tưởng rằng đích đến để trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu về tổ chức sản xuất đã không còn xa tại đây. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.